Chào anh em, nay mình giới thiệu với anh em cây lắc xít Yamaha dòng đàn cao cấp nha anh em nha. Đây, cây lắc xít Yamaha, cái này là nguyên cái hộp luôn nha anh em. Đàn mình sẽ kèm theo cái hộp, cái cây nè của Yamaha. Này là của Yamaha riêng nha anh em nha. Nguyên cái hộp của nó luôn, hàng chính hãng, nó nguyên hộp của Yamaha luôn. Hàng xịn, giá cao nha anh em nha. Cái này là hàng cao cấp rồi, nó thuộc dạng hàng cao cấp rồi. Mở nắp cho anh em coi. Đây. Đó thì đàn mình sẽ kèm cái hộp nguyên zin như vậy nha. Hộp thì cũng còn khá đẹp, hộp đã sử dụng rồi còn đẹp. Đây cho anh em coi. Đó rồi, mình để cái hộp vào một bên nha. Đàn cho anh em. Đây, Yamaha nha anh em, Yamaha GD10. Cái đàn đẹp ơi là đẹp luôn anh em, Yamaha GD10 nha. Đây, mình quay tổng quan cho anh em coi. Nó đẹp ơi là đẹp nha. Ở cái phần mặt lưng nó có hơi ố, nó giống như cái kiểu quần áo mình nó bạc màu á, mình đã nói với anh em á. Thì còn lại là nó hoàn hảo hết. Nó hoàn hảo là nó đẹp. Nó giống như là một cây đàn mới nha. Ngoài cái vấn đề nó bị ố nha, cái cần nó cũng hơi ố xíu. Hơi ố xíu nha. Chứ không ảnh hưởng gì hết, còn lại là đàn ngon lành luôn, cấu hình cao nha anh em. Cấu hình cao, chất lượng gỗ tốt nè, cẩm. Laptop mặt cẩm khóa xịn, khóa thì đẹp quá trời đẹp. Ủa, khóa nhìn nè anh em coi nè, nhìn đáng đồng tiền mắc gạo ghê không đó, cực kỳ đẹp nha. Đàn kèm với hộp nguyên zin anh em coi nè, như nó mình đang soi nó không có vết xước nào nha, nó chỉ có những cái vết quẹt linh tinh thôi nha. Như nó mình nhìn bình thường là nhìn không thấy luôn anh em, nhìn bình thường là nhìn không thấy luôn đó, nó đẹp hết luôn nè. Anh em thấy cái điện thoại mình quay không, nó sáng trưng vậy đó, đó rất là đẹp. Cái này là đẹp ơi là đẹp luôn. Mình bán đàn kèm với hộp, kèm với cái hộp khay anh em, zin của nó của Yamaha luôn, là giá 11 triệu nha anh em, 11 triệu. Thì cái đàn này bình thường thì nó cao là cao rồi, có nơi bán 16, 17 triệu lận nha. Mình bán thì luôn luôn giá tốt anh em thôi. 11 triệu một cái đàn rất là đẹp luôn, nó phải nói là đẹp ơi là đẹp nha, không lỗi lầm gì hết, cần phím action thật tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay gần rồi mình test cần phím anh em coi nha. Anh em coi gần cái đàn nè, nó rất là đẹp luôn anh em. Nó gần như gọi là hoàn hảo nha anh em nha. Anh em thấy không đó, thấy điện thoại mình quay luôn. Mình quay đơn giản một cái điện thoại bình thường nha. Có nhiều anh hỏi mình là quay sao mà âm nó nghe hay vậy, quay máy nào ấy, mình quay điện thoại bình thường anh em ơi. Điện thoại bình thường thôi. Đây gỗ nè, chậm nha, cái tớp nó là solid nha, tớp solid. Âm chắc chắn nó hay rồi, đời cao rất là cao luôn, nó hơi cao lắm. Cẩm. Đó, eo hai bên đàn là đẹp, anh em thấy hoàn hảo không? Lưng đẹp luôn nè anh em. Đẹp ơi là đẹp, nó bị ố một chút xíu giống mình nói với anh em nè, nhìn mờ mờ thôi nha anh em, nó bị ố rất nhẹ nha. Nó nhẹ ơi là nhẹ luôn, tự vì mình lúc nào mình cũng nói cho anh em tất cả các vấn đề của cái đàn, nó có cái gì cần nói là mình nói cho anh em hết. Cho nên nó bị ố dù nhẹ mình cũng nói cho anh em nha. Còn nhìn thoáng qua thì nó đẹp hết nha. Cái ố này mình soi mình mới thấy thôi, chứ còn bình thường anh em chả thấy, anh em thấy nó hơi ố đây không đó, chút xíu vậy thôi. Cần nó nha anh em, cần nó cũng hơi ố chút xíu, linh tinh thôi. Dọc đây nè, chút xíu thôi, không chạy xước, không hư hỏng, không bất cứ lỗi lầm gì nha anh em nha. Đàn hoàn hảo, đẹp hoàn hảo nha anh em nha, phải nói là đẹp hoàn hảo luôn. Cần mượt hay là mượt đó, còn bộ khóa thì tuyệt vời ở mặt trời luôn. Khóa tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời đúng không, khóa tuyệt vời luôn. Rồi mình sẽ test cần phím anh em coi đây. Action của cái đàn dây số 1 thấp lắm mà anh em thấy không, cái độ chuẩn của đàn Relax Sheet trên đây mà mình chỉnh thấp như này luôn. Cái action này nó đẹp đó anh em, nó đẹp. Anh em mình có thể nâng lên nha, anh em nào thích chơi cao nâng lên nha. Con này mình để thấp cho nó êm tay thôi, tự mình đánh mình cũng đánh nhẹ lắm. Dây 6 cũng thấp hơn rất là nhiều nha anh em nha, dây 6 thấp hơn rất là nhiều. Mình test cần phím anh em coi. Cần phím là không nút nào rè tè, không nút nào lỗi nha. Mình đo cho anh em coi cái action đó đó, dây đó, action là cái độ cao từ dây đến cần đó, là nó rất là thấp nha, nó thấp hơn độ chuẩn luôn, nhưng mà nó vẫn không có lỗi lầm, không rè không tẹt gì hết, nó chứng tỏ cái cần đàn này nó rất là êm.
tiếng nó ấm, nó ngân và nó rất hay cho anh em. Dây mới thay anh em, dây mới thay thì nó hay giãn vậy đó. Mình đánh vài bữa nó hết nha. Nó giãn thì mình chỉnh lại thôi anh em. Âm rất hay đúng không anh em? Âm rất là hay luôn. Âm cái tiếng nó rất là ngân, rất là sạch tiếng. Thay dây mới á, cho nên anh em mình chơi á thì chịu khó chỉnh dây thường xuyên vài bữa nha, có thể một tuần cũng được. Chỉnh nó giãn cái dây ra, bắt đầu mình chơi ngon lành hết, nó không có bị giãn dây nữa. Dây mới mà lúc nào nó cũng giãn á. Anh em nghe thấy cái lực của âm không? Nó vẫn còn ngân luôn đó. Nó vẫn còn ngân. Ngân rất là tốt. Cái độ ngân, cái độ âm nó rất là tốt nha. Rồi, đàn mình bán là giá 11 triệu nha anh em nha. Series của đàn là GD10. Mình sẽ để tên trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Yamaha GD10, hàng chính hãng rất là xịn sò luôn. Mình bán giá 11 triệu. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả. Anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop nha.